Rồi thì bây giờ đối với cái bài đầu tiên á, là bài 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 này á nha, thì bây giờ chúng ta sẽ cử cái người này nè, hoặc là dời cái người này qua bên đây, thì chúng ta cũng dùng cái lệnh trong cái chùm lệnh đó là container where nè, chúng ta chọn là move ha, chọn là move tool. Thì bây giờ chúng ta quét chuỗi thế này nè. Chúng ta kéo vào chỗ khác nè, ví dụ kéo vào chỗ này đó, rồi ok đó, thì nó sẽ kéo vào cái người này qua đây nè, nó sẽ kéo cái người này qua đây đó như mình ha. Dĩ nhiên là trước khi làm á, thì nó sẽ không có cái này đâu à, trước khi làm thì nó sẽ không có cái này đâu. Bây giờ giờ qua đây thì khi mà giờ qua đây á, nó sẽ có thể là nó đắp cái gì đó hôm nay á, cho nên là khi mà làm cái này chắc cũng hết sức cẩn thận, có thể dưa ra ngoài xíu cũng được. Chế vào đây đi. Ok. Đó, cho thấy là nó sẽ di chuyển người này nè. Nhưng mà kéo qua nhớ đúng vị trí chút xíu nha, kéo qua đây. Đây luôn đi. Rồi ok nè. Đó thì nó sẽ di chuyển qua. Có thể đúng có thể sai, cái này nó đang phân tích. Kéo qua. Ha, đó, ví dụ bên này thì đúng hơn nè. Rồi, nói chung là nó khử được cái này, xong nó gặp bên chỗ này á, thì chúng ta sẽ có thể dùng chọn cái này nè. Edit field. Nó sẽ đắp cái gì đó qua bên đây, nói chung là mình có thể dời được cái người này qua chỗ khác, dời được nha. Còn hình này á thì là mất mất cái phần trên cao này, chúng ta chọn cái rồi edit field. Là nó mất luôn như mình luôn, rất là gọn ha, rất là hay. Còn cái này á thì cũng như vậy, nhưng mà chúng ta xài extend á, cái mode của nó là extend á. Chúng ta quét chuột thế này nè, rồi ha, extend nó, chúng ta kéo vào bên đây nè, đó thì nó sẽ nhân bản ra cho mình luôn, hai người luôn. Đó như vậy nha. Rồi nếu mình làm tiếp thì ba bài này đi, là trong cái chùm bài.